Có những câu nói tưởng chừng như rất bình thường, nhưng ẩn chứa trong đó là những triết lý cuộc sống, những bài học giá trị để ta phải trăn trở, phải suy ngẫm. 50 câu nói dưới đây có thể bạn đã từng đọc ở đâu đó, nhưng ẩn chứa trong nó là 50 bài học cuộc sống, 50 triết lý cuộc sống hay. 1. Cuộc đời không thể thuận buồm xuôi gió mãi. Có thành công cũng sẽ có thất bại. Có niềm vui cũng sẽ có nỗi buồn. Nếu chúng ta quá để tâm đến những bấp bênh trong cuộc sống, vậy thì chúng ta vĩnh viễn không thể có được niềm vui. 2. Trên thế giới này, tại sao có người sống vui vẻ, lại có người sống mệt mỏi? Bởi vì người trước cầm lên được, buông xuống được, còn người sau cầm lên được nhưng không buông xuống được. 3. Khó khăn là con đường ắt phải đi. 4. Hãy coi mình là kẻ ngốc, không hiểu thì hỏi, bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn. 5. Sai lầm nhất thời không có nghĩa là cả đời đều sai. 6. Chỉ cần không tuyệt vọng, sẽ có hy vọng. 7. Học cách chấp nhận, bởi vì trong cuộc sống sẽ luôn xảy ra những chuyện mà chúng ta không ngờ tới. Không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể lặng lặng chấp nhận, dũng cảm đối mặt. 8. Có những lúc chúng ta phải bình tĩnh để hỏi bản thân rằng chúng ta đang theo đuổi điều gì? Chúng ta sống vì cái gì? 9. Để đến với thành công không có đường đi tắt. 10. Người đánh mất tiền bạc, tổn thất ít nhất. Người đánh mất sức khỏe, tổn thất rất nhiều. Người đánh mất dũng khí, tổn thất tất cả. 11. Nghịch cảnh là phúc, không phải là họa. 12. Việc của mình thì nên do mình làm chủ. 13. Đời người không cần thiết phải theo đuổi sự hoàn mỹ ở mọi phương diện. 14. Giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. 15. Tôn trọng người khác là tôn trọng mình. 16. Làm người không thể quá thông minh. 17. Lo lắng là liều thuốc độc mãn tính. 18. Biết đủ là cội nguồn của hạnh phúc và vui vẻ. 19. Thứ thích hợp với bạn mới là thứ tốt nhất. 20. Sai lầm lớn nhất mà mọi người đều mắc phải chính là luôn sợ mình sai. 21. Người đánh mất tiền bạc, tổn thất ít nhất. Người đánh mất sức khỏe, tổn thất rất nhiều. Người đánh mất dũng khí, tổn thất tất cả. 22. Cầu xin người khác không bằng cầu xin chính mình. 23. Nếu bạn chuẩn bị kết hôn, xin dành tặng bạn một câu danh ngôn. Bạn nhất định phải nhẫn nại, bao dung với khuyết điểm của đối phương. Trên thế giới này, không có cuộc hôn nhân nào tuyệt đối hạnh phúc, viên mãn cả. Hạnh phúc chỉ đến từ sự bao dung vô hạn và sự tôn trọng lẫn nhau. 24. Thái độ quyết định tương lai. 25. Người sợ khổ sẽ khổ cả đời. Người không sợ khổ sẽ khổ nửa đời. 26. Tình yêu và hôn nhân giống như nhặt vỏ ốc. Đừng mong nhặt được vỏ ốc to nhất, đẹp nhất, mà cần nhặt vỏ ốc mình thích nhất, phù hợp nhất. Nhặt được rồi thì đừng đi ra biển nữa. 27. Hận người khác, người đau khổ lại chính là bản thân mình. 28. Người đối xử không tốt với bạn, bạn không cần phải quá để tâm. Trong cuộc đời, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn, ngoại trừ cha mẹ bạn.
29, đằng sau mỗi lần thành công đều là hàng chuỗi những lần thất bại. Còn sau mỗi lần thất bại sẽ gần với thành công hơn. Vấp ngã không có nghĩa là thất bại. Thất bại thực sự là sau vấp ngã không chịu đứng dậy. Đôi khi, việc mà bạn phải làm chẳng qua là quên đi cảm nhận của bản thân. Nhớ những điều mà bạn đạt được, dũng cảm bước về phía trước. 30. Trong cuộc đời bạn sẽ gặp rất nhiều người. Có người yêu bạn, có người đố kỵ với bạn, có người coi bạn là của báu, có người không coi bạn ra gì. Bạn đau, bạn mệt, bạn thất vọng, bạn bỏ lỡ. Những điều này không liên quan đến người ta. Tương lai của bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm. 31. Cơ bản không cần quay đầu nhìn xem người chửi rủa bạn là ai. Nếu có một con chó điên cắn bạn một miếng, chẳng lẽ bạn cũng cần cắn lại nó một miếng hay sao? 32. Nỗi buồn lớn nhất của cuộc đời không phải là mất đi quá nhiều, mà là so đo quá nhiều. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến con người ta không hạnh phúc. 33. Con người thường quá khách sáo với người xa lạ, quá hà khắc với người thân thiết. 34. Đố kỵ là sự công nhận lớn nhất xuất phát từ nội tâm đối với người ta. 35. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Vui vẻ là điều rất quan trọng. Vui là một ngày, không vui cũng là một ngày. Tại sao phải ép mình không vui chứ? 36. Sống một ngày là phúc nên trân quý. Khi tôi khóc vì không có giày để đi, thì tôi lại phát hiện ra có người không có một đôi chân lành lặn. 37. Khi bạn vui vẻ, bạn phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn phải nghĩ rằng đau khổ này cũng không phải là vĩnh viễn. 38. Chấp nhận tốt hơn oán trách nhiều. Đối với những sự thực không hề thay đổi, ngoài chấp nhận ra, không có cách nào tốt hơn cả. 39. Đừng có lúc nào cũng cảm thấy mình bất hạnh. Thế giới này có nhiều người đau khổ hơn chúng ta rất nhiều. 40. Người ngốc nghếch một mực muốn người khác hiểu mình. Người thông minh lại nỗ lực hiểu chính mình. 41. Thay đổi phương hướng, đường cùng sẽ trở thành đường bằng phẳng. 42. Người không biết rẽ sẽ không đi được xa. 43. Cách tốt nhất để yêu bản thân mình chính là nỗ lực phấn đấu để bản thân mình trở nên ưu tú. Đừng chán trường khi mình chưa tìm được tình yêu đích thực. Bởi vì đến bạn còn không yêu bản thân mình, thì bạn còn mơ tưởng ai sẽ yêu bạn. 44. Không ai có thể để bạn dựa dẫm cả đời. 45. Khi người ta khinh thường tôi, cười nhạo tôi, đố kỵ tôi, lật đổ tôi chỉ có một cách trả lời, đó chính là tôi phải làm tốt hơn. 46. Cuộc đời có hai loại người đáng sợ nhất: kẻ có tất cả mọi thứ trong tay và kẻ không còn gì để mất. 47. Nếu phải lựa chọn giữa tình cảm và tiền bạc, tôi sẽ chọn tình cảm, vì tình cảm có thể giúp bạn vay tiền, còn tiền thì không bao giờ mua được tình cảm thật sự. 48. Một người con gái tốt, xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, nữ tính, chiều chồng, tam tòng tứ đức, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Một người đàn ông tốt, lắm tiền. 49. Nếu thế giới này không có tiền bạc và phụ nữ, thì nhà tù sẽ trở nên vô dụng. 50. Đừng bao giờ sống cuộc đời của người khác. Vì sao ư? Vì bạn không làm được
như người ta đâu, thế nên đừng có cố. 51. Cá sống sẽ thường bơi ngược dòng nước, chỉ có cá chết mới bơi xuôi dòng. 52. Một việc mà ai cũng coi đó là cơ hội, thì tự nhiên nó sẽ chẳng còn là cơ hội nữa. 53. Chỉ khư khư giữ quá khứ và từ chối ý tưởng, quan niệm mới sẽ không thoát khỏi tư duy lối mòn. 54. Ai rồi cũng sẽ có ngày phải nghỉ hưu, nhưng không phải ai cũng có được những bảo đảm về phần đời còn lại. 55. Cuộc sống không nằm ở việc sống được bao lâu, hay ngắn hay dài, mà nằm ở giác ngộ sớm hay muộn. 56. Thành công hay thất bại thường nằm trong phút chốc, nhưng đa số đều bại chính ở phút chốc đó. 57. Tuổi trẻ là vô giá, nhưng nếu không biết cố gắng sẽ chỉ là thứ không đáng giá. 58. Trên trời đẹp nhất vì sao, nhân gian đẹp nhất là bao chân tình. 59. Nỡ buông bỏ được những thứ có hạn, ắt sẽ thắng được những thứ vô hạn. 60. Thay vì đánh bại kẻ thù hàng trăm lần, thà là thử thách đánh bại bản thân một lần trong đời. 61. Cho người ta tiền bạc chỉ là hạ sách, cho người ta năng lực cũng chỉ là trung sách, cho người ta ý tưởng mới chính là thượng sách. 62. Người ta giàu là giàu ở chỗ không biết đủ, quý là quý ở chỗ biết thoát tục, còn mình bần là bần ở chỗ tầm nhìn ngắn, và tiện là tiện ở nhu nhược. 63. Khi bạn đặt niềm tin vào bản thân thì bạn sẽ luôn luôn tràn đầy năng lượng. 64. So đo tính toán với hiện tại sẽ chỉ làm bạn đánh mất tương lai. 65. Cựu Tổng thống Franklin Roosevelt đã từng nói: thời gian là chủ nhân, số phận là chủ tể và linh hồn là lãnh đạo. 66. Người giàu dựa vào vốn để kiếm tiền, còn người nghèo dựa vào kiến thức để làm giàu. 67. Con người sống ở đời không phải là gương của người khác, mà lấy người khác làm gương để noi theo. 68. Người khác coi thường bạn đúng là rất tệ, nhưng đến bản thân mình còn coi thường mình thì bạn còn tệ hơn. 69. Chúng ta nghèo thì phải đứng lên để đổi đời, chẳng có lý do gì để ở đó mà kề khổ. Nghèo thì phải đứng lên để đổi đời, chẳng có lý do gì mà ở đó để kể về lý tưởng và hứng thú. 70. Trên đời này thứ gì cũng có thể mất, duy chỉ có hy vọng và niềm tin là tuyệt đối không được đánh mất. 71. Người khôn ngoan sẽ tìm cách tạo ra cơ hội, người mạnh mẽ sẽ biết cách nắm bắt cơ hội, chỉ có kẻ yếu đuối mới ngồi chờ cơ hội. 72. Đời người ai cũng có hai mẫu đất. Một là mẫu đất ban ngày dùng để trồng cho no cái bụng. Hai là mẫu đất ban đêm dùng để gieo tương lai, gặt trái ngọt. 73. Cùng con trẻ đọc sách và trưởng thành chỉ là cách của người bình thường. Gieo suy nghĩ, tư tưởng để con trẻ trưởng thành mới chính là nhân tài. 74. Thực ra người mà không có gì mới chính là người giàu có, bởi vốn liếng đó mới chính là thứ thôi thúc họ đứng lên hành động để đổi đời. 75. Con người chúng ta thường chỉ biết cầm sách để phán xét những điều mà ta không biết. Vì thế, chúng ta cũng thường lấy những suy luận sai lầm để khẳng định là kết luận đúng. 76. Thà để họ cười một lúc,
cũng không để họ cười cả đời. 77. Chúng ta có thể đánh mất tuổi thơ, nhưng tuyệt đối đừng để đánh mất trái tim tuổi thơ. 78. Người nghèo khó hay thất bại thì thường thiếu những điều gì? Trên khuôn mặt thiếu tiền, bản chất thiếu tham vọng, trong đầu thiếu suy nghĩ, cơ hội thiếu hiểu biết, tâm can thiếu dũng khí, thay đổi thiếu hành động và sự nghiệp thiếu kiên trì. 79. Người thông minh là người biết sử dụng kinh nghiệm từng trải mà người khác phải vỡ đầu chảy máu mới góp nhặt được làm kinh nghiệm của bản thân. Kẻ ngốc nghếch mới là kẻ nhất quyết phải sử dụng kinh nghiệm từng trải đến vỡ đầu chảy máu của mình mới cho đó là kinh nghiệm. 80. Phải đi đến dốc bên kia của cuộc đời mới ngộ nhận ra được. Cuộc đời này nếu biết chịu những cái khổ mà người ta không thể chịu, nhịn những thứ mà người ta không thể nhịn, làm những thứ người ta không thể làm, thì mới có thể hưởng thụ được những thứ mà người ta không thể hưởng thụ được.